Đảng Cộng sản Trung Quốc lên kế hoạch liên thủ với Triều Tiên tiến công Đài Loan và Hàn Quốc cùng lúc. Mỹ điều 5 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương. Nhật Bản, Philippines cùng tập trận với Hoa Kỳ trong khi leo thang xung đột ở Biển Đông. Đặng Hiểu xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương mục điểm nóng trên kênh DBC. Kính thưa quý vị, xung đột liên tục xảy ra trên khắp thế giới, trong đó đáng lo ngại nhất trong năm nay là châu Á. Khi gần đây, tại eo biển Hải Nam giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đài Loan liên tục xảy ra xung đột. Bên cạnh đó, từ đầu năm 2024, Triều Tiên cũng sửa đổi hiến pháp, xóa điều khoản thống nhất hòa bình với Hàn Quốc và ra lệnh toàn quân chuẩn bị cho chiến tranh. Vậy chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và xung đột eo biển với Đài Loan sẽ leo thang thành chiến tranh cùng một lúc. Quốc gia lớn đứng đằng sau hành động của bán đảo Triều Tiên đang chuẩn bị cho kế hoạch gì? Mời quý vị cùng theo dõi. Triều Tiên đã hình thành một trục tà ác mới và trở thành một phần trong chiến lược chống lại Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thưa quý vị, vào ngày 17 tháng 2, một tàu cao tốc Trung Quốc đã bị cảnh sát biển Đài Loan xua đuổi khi đang đánh bắt trái phép trên vùng biển Kim Môn của Đài Loan. Sau đó Đảng Cộng sản Trung Quốc liền đáp trả và gia tăng xung đột vào ngày 19 tháng 2, các sĩ quan cảnh sát biển Trung Quốc đã cưỡng chế kiểm tra một tàu du lịch Đài Loan. Bên cạnh đó vào ngày 15 tháng 1 năm 2024, lãnh đạo tối cao Kim Jong Un của Triều Tiên chính thức tuyên bố từ bỏ chính sách thống nhất hòa bình với Hàn Quốc, đồng thời xác định Hàn Quốc là thế lực thù địch nước ngoài. Đảng Cộng sản Trung Quốc và Triều Tiên luôn duy trì mối quan hệ cùng có lợi. Triều Tiên dựa vào Đảng Cộng sản Trung Quốc để duy trì quyền lực. Vì vậy, chế độ Bắc Triều Tiên được coi là con rối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giáo sư Viên Hồng Băng, một học giả luật tự do sống ở Úc, nói với đài NTD TV rằng, trong toàn bộ quá trình của Thế chiến thứ hai, Đảng Cộng sản Triều Tiên về cơ bản là một tổ chức trực thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên mới giành được độc lập. Trên thực tế, trụ cột của quân đội Triều Tiên là hai sư đoàn của quân đoàn dã chiến thứ tư của Lâm Bưu. Hai sư đoàn này chủ yếu được Lâm Bưu thành lập sau khi hấp thụ một lượng lớn binh lính từ quân đội quan đông Nhật Bản. Những người này bao gồm cả người Nhật và người Hàn Quốc, vì Hàn Quốc lúc đó là thuộc địa của Nhật Bản. Những người Triều Tiên này đã thành lập một số đơn vị chiến đấu hùng mạnh trong quân đoàn giã chiến thứ tư của Lâm Bưu. Sau đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến những đội quân chiến đấu này thành cái gọi là quân đội nhân dân Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Kim Nhật Thành, Kim Y Sung. Điều này đã mang lại cho Kim Y Sung năng lượng quân sự để chiến đấu chống lại Hàn Quốc và phát động chiến tranh Triều Tiên-Hàn Quốc. Vì vậy, nhìn từ góc độ này, chính quyền Triều Tiên thực chất là một chế độ cộng sản tà ác được Liên Xô cũ và Đảng Cộng sản Trung Quốc đồng thời hỗ trợ tạo ra. Giáo sư Viên Hồng Băng cho rằng Triều Tiên chỉ là một vấn đề nhỏ, vấn đề mấu chốt là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bản thân Triều Tiên, từ hai góc độ về năng lực, khoa học, công nghệ và năng lực kinh tế, họ đều hoàn toàn không có khả năng phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa. Vì vậy, khả năng sản xuất tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên là được nhập khẩu từ bên ngoài. Tôi cho rằng nước nhập khẩu đó chính là chính quyền chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới chế độ chuyên chế độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát và tập trung nguồn tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tự nhiên của lãnh thổ rộng lớn này. Số lượng nhà máy điện hạt nhân và vũ khí mà Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện đang sở hữu cao hơn rất nhiều so với con số thực tế được thế giới phương Tây đánh giá. Trong hoàn cảnh đó, giáo sư Viên Hồng Băng tin rằng nguồn gốc thảm họa của nhân loại trong thế kỷ 21 không phải là Bắc Triều Tiên mà chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Triều Tiên đã được đưa vào những chiến lược tổng thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc chiến với Đài Loan và Hoa Kỳ. Vì sao Triều Tiên gần đây lại đột ngột thay đổi thái độ với Hàn Quốc? Thưa quý vị, giáo sư Viên Hồng Băng cho rằng, động thái mới nhất này cho thấy Triều Tiên thực sự đã đặt mình vào chiến lược của trận chiến trên eo biển Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, nếu cuộc chiến tranh tại eo biển nổ ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ thì chính quyền Triều Tiên sẽ có động thái là ngăn chặn sức mạnh quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc. Thứ hai là Triều Tiên có tác dụng ngăn chặn sức mạnh quân sự của Nhật Bản can thiệp vào cuộc chiến ở eo biển Đài Loan cũng như ngăn chặn sức mạnh quân sự của Mỹ tại Nhật Bản. Điều này khiến Triều Tiên trở thành một quân cờ quan trọng trong việc đàm phán của cuộc chiến chiếm đóng Đài Loan của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là một vai trò quan trọng mà Triều Tiên hiện đảm nhận. Quách quân, Tổng biên tập dĩ Epoch Times cho biết, khi tái đắc cử vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 năm 2018 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình đã thề quyết tâm thống nhất Đài Loan. Sau đó, cuộc gặp của Tập Cận Bình với Kim Jong-un là để đảm bảo rằng Triều Tiên đóng vai trò là vùng đệm, là quân tiên phong chống Mỹ và là quân cờ có thể dùng để mặc cả với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, khu vực Đông Á này đã hình thành hai phe rõ ràng, gồm Nhật Bản và Hàn Quốc về phía Hoa Kỳ, Nga và Triều Tiên về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc. Căn cứ không quân của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc cách Bắc Kinh khoảng 960 km, các máy bay chiến đấu F16 và F15 của quân đội Mỹ có thể đến Bắc Kinh trong khoảng 40 phút với tốc độ bay bình thường. Nếu chuyển sang F-22 hoặc F-35, chúng có thể đến Bắc Kinh sau khoảng 20 phút. Vì vậy, lực lượng phòng không tốt nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang đóng quân tại khu vực ngõ phòng điếm của Đại Liên, sử dụng radar tốt nhất để đề phòng các máy bay chiến đấu của hạm đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Theo khuyến nghị của tập đoàn Rand của Hoa Kỳ, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công Đài Loan, quân đội Mỹ có thể sử dụng các cuộc không kích để bất ngờ tấn công các trung tâm công nghiệp ở Bắc Kinh, Trung Quốc đại lục và sử dụng máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc có tác động mạnh mẽ là mối đe dọa rất lớn đến Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, Trung Quốc luôn phản ứng rất mạnh mẽ đối với vấn đề này. Ông Thạch Sơn cho rằng, Triều Tiên có thể không nhất thiết phải đóng một vai trò lớn trên toàn thế giới Nhưng ở Đông Á, đặc biệt là vấn đề Trung Quốc và Đài Loan cũng như trong toàn bộ cuộc đấu tranh địa chính trị thì nó sẽ đóng vai trò rất lớn trong tương lai Mỹ điều 5 tàu sân bay đến Tây Thái Bình Dương và tập trận cùng Nhật Bản Philippines Thưa quý vị, kể từ đầu năm 2024, Triều Tiên đã tiến hành năm vụ phóng tên lửa đạn đạo, cùng với cuộc xung đột giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông ngày càng trở nên căng thẳng. Cũng như xung đột trên eo biển Đài Loan cũng đang dần nóng lên. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Hoa Kỳ điều động gần một nửa hạm đội tàu sân bay của mình tới Tây Thái Bình Dương. Điều này nêu bật ý chí và quyết tâm của quân đội Hoa Kỳ trong việc chấn áp và gian đe Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo South China Morning Post đưa tin, Mỹ có tổng cộng 11 tàu sân bay đang hoạt động, trong đó có 3 tàu sân bay hiện đang thực hiện nhiệm vụ ở Tây Thái Bình Dương và hai chiếc nữa sẽ đến trong thời gian tới. Đây là lần đầu tiên Mỹ điều 5 tàu sân bay triển khai ở Tây Thái Bình Dương cùng lúc. Ngoài ra, tàu USS Conrinson và USS Theodore Roosevelt lần lượt được triển khai tới Guam và Hawaii vào ngày 12 tháng 2 và dự kiến sẽ ở lại Tây Thái Bình Dương cho đến tháng 4 và tháng 7. Bên cạnh đó, từ ngày 10 tháng 2 đến nay, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn trên biển Philippines, trong đó Hoa Kỳ đã triển khai 12 tàu chiến. Các nhà phân tích tin rằng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và Triều Tiên leo thang, Mỹ và Nhật Bản đang tăng cường nỗ lực nhằm tạo áp lực và gian đe Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các chuyên gia phân tích Philippines nằm ở vị trí địa lý quan trọng trong mô hình chiến lược châu Á Thái Bình Dương. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang có ý định sử dụng vị trí địa lý đặc biệt này để phong tỏa và tấn công phía đông Đài Loan. Các cuộc tập trận quân sự chung giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản nhằm ngăn chặn sự mở rộng quân sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương và để phòng vệ trước một cuộc chiến tranh có thể xảy ra trong tương lai ở eo biển Đài Loan nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy thoái cộng với xung đột nội bộ liên miên của chính quyền. Mâu thuẫn trong nước ngày càng trở nên gay gắt nhằm chuyển hướng sự chú ý của người dân trong nước, nhưng cũng không thể ngoại lệ rằng khả năng lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ thực hiện một số hành động liều lĩnh quyết liệt chống lại Đài Loan. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương mục điểm nóng của DBC. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.